Dạ, xin kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Hồ Vinh đang có mặt tại nhà của bà cụ 90 tuổi. Thì được thông tin của cái cô hàng xóm nói bà cụ hoàn cảnh cũng neo đơn khó khăn, quý cô chú anh chị. Thì hôm nay mình cùng anh em bên YouTube đến đây để mà cũng như là ghi hình cũng như chia sẻ những cái thước phim đến cho quý cô chú anh chị và các bạn gần xa được biết. Dạ, sau đây xin mời quý vị cùng vào bên trong để mà thăm hỏi bà cụ nghe quý cô chú anh chị. Đi ra ngoài chị ngồi chị. Dạ, tụi con chào cụ. Cụ nghe hả? Nghe, bác nghe. Nghe được luôn hả? Nói chuyện bình thường hả chị? Ừ, bác cũng nói chuyện còn được. Dạ. Mà cái ỉa đó không biết. Ỉa đó không biết là sao chị? Bé buồn không à? Vui yeah. Nữa thì hôn chân. Dạ. Yeah. Bà cụ lớn tuổi rồi chị? 90. Rồi, 90 tuổi. 90. Mấy người già theo tội nghiệp đó ha. Rồi, chị là sao với bà cụ? Trời ơi, tôi ở sớm chứ không có chồng ngồi chứ bà. Bà không có con, không cháu, không chồng con. Thấy thì tôi bà ăn uống, rồi giặt quần áo, rồi cho bà. Coi như là mình nuôi dùng giúp đỡ cho bà cụ ha. Ừ. Cụ không có con cháu luôn hả chị? Không. Cho ngộ à? Bà hồi đó bà ở đâu, bà lại đây có chồng. Có ông Bảy này nè, ông chết mấy chục năm rồi. Bà ở gì có mà ăn tới giờ luôn. Rồi cụ có con không chị? Không. Rồi nhà xưa cụ ở đâu? Ờ, ở bên kia là cứ ở bên đó, ở ngoài hè vậy á. Rồi sao không ở bên đó mà qua đây chị? Ở bên đó bà già quá, qua đâu nấu nướng ăn được, có chết không ăn được. Dạ. Rồi mấy từ thiện người ta cắt cho bà cái nhà này nè, hối đó nhờ đắt đậu đó cho ở. Ờ. Tôi nuôi bà đó. Dạ. Thì là nhà này cũng là trên đất tạm của... Ở đậu nhà của em. Dạ. Từ thiện người ta cắt xe cho bà ở. Nhà này là từ thiện cắt cho bà cụ được bao lâu rồi cô? Cắt cũng năm mấy hai năm rồi. Dạ. Rồi cơm nước là bà anh tự nấu hay là... Trời có biết nấu đâu. Tôi nấu cho bà đem lại cho bà ăn thôi. Mấy bữa hổm bệnh là tôi mất nút cho bà nữa. Từ hôm gà bà hết bệnh là bà ngồi ăn được. Cụ lớn tuổi vậy là có lãnh lương của nhà nước hàng tháng phải không chị? Có lãnh. Ăn được nhiêu chị? 700 mấy. Mà cũng không đủ rồi đâu mà ăn đâu. Thuốc men uống rồi cũng có đủ đâu. Hình như là cái người vậy là hình như là cái người nuôi có được lãnh lương không chị? Có đâu. Chị được lãnh lương á? Đâu có làm gì được đâu. Chị lấy nặng cái giấy nuôi như người già người. Là chị lãnh là hai người vậy là mới tới 1 triệu mấy. Mà đâu có được lãnh đâu. Đâu có làm được gì đâu, ta đâu có cho lãnh gì đâu. Hai cái người nuôi á. Ừ, bà tôi có làm tôi lúc qua ngoài rồi mà tao nói để người ta xác minh. Dạ. Tại vì hồi đó mà vợ của em bị bệnh đó, em vợ nuôi con tài đó, vợ tiền luôn, hai người tính 2 triệu mấy. Ừ. Rồi, cụ lỗ tai còn nghe được không? Nói chuyện mình nghe được không? Nghe. Nghe bình thường hả? Ừ, cứ hỏi bà cái là đâu cái là đấy à. Cái bà không biết cái chuyện. Hỏi cái đâu là cái là. Nói tiếng Miên cho mấy ăn nghe thôi. Cơm là gì? Tao nhớ tiếng Miên. Ủa như là bà cụ là lúc trước sống bên Campuchia hay sao con? Ừ, bà đó ở bên Campuchia. Là cái thời mà chạy giặc bom bó thôi hả? Đúng rồi. Dạ. Bà hát cho bà lạc lúc ở đây. Cô là người Việt Nam hay là người Khmer? Cô không biết nữa. Nó bà ở trên chẩm chứ mình cũng không biết quả là người Việt hay là người Campuchia gì không biết. Dạ. Hỏi bà ở đâu? Bà ở đâu? Hả? Bà ở đâu? Hồi đó bà ở đâu? Ninh Giang. Ninh Giang. Nhưng mà cô là người gì? Sao chị hỏi gì? Bà là người gì? Bà người Việt hay là người Campuchia? Việt. Việt. Bà nói bà người Việt. Có Việt nè. Có Việt nè. À, 5 đô liếng. Với nhà hàng của thị với cuộc sống của ta ba tên vậy chị dùng cái shop này hả vậy có em không phải shop này mà em đi gân cá em thấy hoàn cảnh của bà cụ cũng khổ
thấy cụ cũng khổ neo đơn á, lại quay hỗ trợ chị cân cá hay gì, chị giúp đỡ bà cụ phần nào cũng tốt. Nó giúp đỡ cho cụ hôm vô giúp đỡ cho cụ luôn á. Nhắn này quay lên luôn cho nổi tiếng, nặng bán cá đó. Đúng rồi. Thì chứ. Càng sư tính tiền. Dạ. Tính trước đi chút xíu lại lấy tiền sao. Thì nói chung chị gần đây mà chị giúp đỡ lúc nào không được. Cụ lúc còn trẻ chắc cụ đẹp. Tại sao? Phải không cụ? Hồi xưa giờ có con cái gì không cụ? Có. Có hả? Con có cụ đâu? Chết hết rồi. Chết hết luôn. Cháu. Cháu có còn cháu nào không vậy cụ? Không. Không luôn. Hết rồi. Cụ thường ăn gì chị? Rồi ăn tôm với cá lóc nướng. Tôm luôn. Ừ, ăn tôm lắm. Bữa nào cũng mua mấy chục ngàn tôm. Ăn đặc sản. Thì lúc đi tiểu đi cầu rồi không biết gì hết. Ừ, sáng rồi vô ai dọn dẹp dẹp quần quay dọc dọc quần áo. Ở đây. Hay là chị ngủ thôi chứ đâu có nấu đồ ăn gì đây. Không, có nấu đồ ăn tôi đặng nấu đem lại mà. Nhà tôi đó. Vì tối là cụ ngủ mình ở đây. Ừ, ngủ mình ở. Dạ. Điện này kia cũng bà con cũng điện hỗ trợ cho ha. Nhà của nhỏ con gái đưa đi chuyện bên quản. Đợt trước rồi dạ. Quản ngồi chịu chặn luôn á cô. Tôi chở bà đi vô huyện rồi chậm xá rồi kêu bác sĩ là chích. Ừ. Còn không rảnh là ngồi chịu chặn ha. Ừ, ngồi vậy đó. Tốn tiền gì không chị? Bệnh sao? Bệnh chích ngày 80-90 ngàn, chích đâu có 10 bữa. Không hết thì chở vô huyện. Nhưng mà đi chích vậy người già chắc đâu tốn tiền hả chị ha? Không, chích ở đây ngày 80 ngàn đó. À, cũng như kêu người ta lại chích đó hả? Ừ. Chích từ. Ờ, còn vô huyện thì không có đúng tiền. Nên là cụ có cái giấy bảo hiểm mà. Có, bà bá không có chịu nằm bệnh viện. Dạ. Sợ bỏ cái gì? Ừ, sợ bỏ bệnh viện mà. Bác sĩ hỏi về bệnh gì? Không có bệnh chân á, không có bệnh chân á. Bác sĩ hỏi bà sao bà cụ? Không có bệnh gì chân á, không có gì chân. Bà giấu bệnh mấy ông. Ừ, bà sợ bỏ bà trong viện. Lúc đó đi em đi em thấy bà ngồi ngồi nó ngủ rồi của bà. Trời, như vậy hả? Mà này nó nữa đi mới lại con cháu lại kêu ăn. Thôi nghiệp quá ha. Thì cụ ăn một ngày được mấy tô? Chán ăn không hết tô. Gì? Cụ cái gì? Vui không? Ăn cơm kêu bằng gì? Bài. Xì bài. Xì phàm á. Xì phàm là tiếng Hoa. Tiếng Hoa. Xì bài. Xì bài ha. Bà hỏi gì? Uống nước á, uống nước kêu bằng gì cơ ngoại? Uống nước hả? Dạ. Bực tức. Mất tức. Bực tức hả? Mất tức. Mất tức cái gì? Phật tức. Ừ, nghe không được. Tí đó sao mình biết được. Nhưng mà tới bây giờ mà cậu cũng còn nhớ tiếng Khmer là quá hay rồi. Nhớ được mấy tiếng nè. Chính mấy tuổi mà nói chuyện vậy là ok rồi, ngon lành. Sắp spy là gì cậu? Sốp sờ bài. Bài ăn cơm. Sốp sờ bài. Sốp sờ bài, sốp chặt. Anh em có gì hỏi cụ không? Hỏi thì mình kết thúc với giáo gì. Chứ có gì đâu mà. Ồ, trái tay của cụ nhìn như Phật vậy ha. Thì bữa nay tụi con đến đây. Tụi con đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe cụ. Thì thấy cụ nói chuyện cũng nghe cũng rõ tiếng, thì cái máy 90 tuổi gì cũng còn ngon đó là được rồi cô chú anh chị ơi. Rồi cụ có lời nào nhắn gửi cho cô chú anh chị nghe vài câu tiếng tiếng Cam đi cụ. Tiếng Khmer á cụ. À. Tiếng Campuchia bà nhớ không? Nhớ rồi. Nói vài câu này kia tiếng Campuchia cho cô chú anh chị nghe. Nhớ được tên gì đó. Quên. Nhớ được cái ăn cơm. Cô nhớ nhiều à. Ăn cơm. Lớn tuổi quá. Lớn tuổi quá rồi thành ra cũng nói chuyện. Vì là cụ cũng vòng vòng đây chứ đâu có đi đứng ngoài đường được hả cô? Bây giờ qua đi không có được rồi. Đi được không vậy? Không.
Chỉ ngồi không hả chị? Chỉ ngồi đi. Ngồi lẫn quẩn ở đây thôi. Ừ. Lẫn quẩn ở trong chứ chòi mà, thôi. Giờ mới đi không được. Vì tối là cô phải lại đây với văn bùng ừ, cho ha. Quá ngủ rồi mới đóng cửa lại, rồi sáng hôm qua mình cuốn mình dẹp đồ. Quần áo giặt giũ rửa chén bát là cô ở đây làm hết. Ừ. Vì quá trời quý luôn rồi, công đức vô lượng luôn quý bà con. Chứ tôi không làm nhà quá ngang đây chắc bỏ luôn không ai ở. Không có bà con gì là tốt. Ai đâu có ông cái gì đâu. Ai à, trên mi gì đó bắt đầu có dòng họ ở đây. Giờ chị không có ai ở đây không? Rồi, rồi hồi đó bà cụ bà đi trên miên về là bà đi bộ hay đi xe con? Biết rồi bà. Rồi sao bà về sao đây mà, được? Sao bà chạy lạc tới đây? Ừ sao mà bà cụ về đây được? Hay quá ha. Về cụ bà cụ rồi, đi ai? Chục năm rồi. Rồi năm 60 năm rồi. À. Sao biết được? Bởi chưa giải phóng. Tôi còn nhỏ xíu. Dạ. Thì bà có con cái gì cô biết có hỏi bà không? Bà có nói không? Không, chắc không ai biết con. Gì chứ. Không có con. Không có con, chồng mới chết rồi. Vì đây mới có ông chồng ở với ông Bảy. Ông Bảy cũng già rồi, ông cũng chết luôn mấy chục năm rồi. Dạ. Yeah. Giờ biết là chỗ nào nương tựa thì ở đây luôn vậy. Dạ. Yeah. Có một cái phút chốc nào mà cô thấy là làm hồ sơ gửi cho cụ vào viện dưỡng lão nó sẽ tốt hơn là ở đây không? Ô, bác không chịu đi đâu, tội nghiệp bác. À, đúng rồi đó, sao thường thường mấy người không có bà con là vô dưỡng lão vậy? Ừ, bà không chịu rồi, bà nói là bà chết, bà không ở đây bà chết. Dạ. Yeah. Tại đi mình nuôi bá được, giờ nào được. Dạ. Yeah. Bá theo ông theo bà thì mình tính. Dạ. Yeah. Rồi chứ có điều gì đâu, tại đi. Ăn mà mất đi, bán rồi. Ừ, thà bán đi, bán không có tiền chơi. Nói chứ. Tuổi này rồi, bà đâu có sống bao lâu nữa. Rồi thôi, mình cũng phát triển hỏi mấy cụ với chị vậy, vậy. Dạ, cũng dạ. Chú dạ thì cũng như là cuối clip cũng xin chúc cho cụ cũng như cô có thật là nhiều sức khỏe. Dạ thì cuối clip cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp ạ. À.